ังนามจะวางระวังหน่อยMình chào Quỳnh Linh, mình chào chị Cát Tường và xin chào tất cả khán giả. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Ngô Bá Tòng, năm nay em 30 tuổi. Làm nghề gì? Dạ, em bên kinh doanh. Chào bạn ạ, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Đại Yến Thi, năm nay em 23 tuổi ạ. Thi đang làm việc gì ạ? Dạ, trước đây thì em làm nhân viên lễ tân cho công ty du lịch, nhưng mà hiện tại thì em mới xin nghỉ việc ạ. Và em đang tìm kiếm công việc mới chị. À, quê quán em ở đâu? Dạ, quê em ở Đồng Nai chị. Em ơi, em 23 tuổi, bên đây 30 tuổi, em thấy thế nào em? Dạ, em thấy cũng hơi lớn chút xíu thôi anh. Hơi lớn chút xíu hả? Lớn gì ông đâu. Ông nói tuổi lớn thì thôi chứ mặt trẻ trung lắm em. Khoảng chừng 21 em, 2 gì vậy? Dạ, vậy được không? Nhưng mà vấn đề là em bây giờ có dự định có kết hôn, ý định kết hôn chưa? Dạ, hiện tại thì em muốn tìm hiểu một người bạn trai trước chị. Còn kết hôn thì để từ từ xem xét sau chị. Khoảng bao lâu em thấy là phù hợp nhất? Em nghĩ chắc tầm khoảng 2 đến 3 năm chị. Tại em vẫn còn trẻ quá chị. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thật sự là em chưa có trải qua mối tình nào hết chị. Ồ, à, nghe đến đó hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Bên đây cười chúm chím rồi đó. Sao tao? Bên đây chưa có mối tình nào hết thì còn bạn thì sao? Em cũng mối tình chính thì cũng 2-3 mối tình rồi. Còn hồi? Dạ, cũng 1-2-3 mối gì đó. Tổng cộng khoảng cực cả chục ta. Chưa tới đó. À, vậy là kinh nghiệm nhiều lắm đúng không? Dạ, đúng rồi, bởi vì tụi em bây giờ cũng là 30 rồi. 30 rồi, trải qua nhiều mối tình như vậy nhưng tại sao vẫn chưa đến với nhau được? Em thì nói chung công việc của em cũng hồi đó cũng đi nhiều ấy. Đó, nói chung cái sự quan tâm bạn gái em không có nhiều nữa. Thì con gái mà ai cũng muốn có sự quan tâm nhiều đúng nữa. Rồi em muốn quan tâm mà đúng không? Dạ đúng rồi. Còn bây giờ em có đi nhiều không? Cũng bây giờ cũng ít rồi anh. Cái hướng của em là xác định là tìm một người nào đó để mình lập gia đình nha. Mà bạn đã muốn lập gia đình giờ bây giờ liền chưa bạn Tòng? Thì em nghĩ khoảng tầm 1 năm đó chị ơi. À, khoảng tầm 1 năm ha. Bên kia 2-3 năm nữa mới lập gia đình. Bạn có chờ nổi không? Cái đó để em cũng xem sao chị.